Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình những anh em game đảo kho báu nha anh em. Hôm nay thì mình làm clip mình nói về cái tính năng chuyển sinh nè. Với ta, tính năng chuyển sinh của mấy ông tướng sau khi các bạn đạt level 80, mình cũng vừa mới đạt cấp 80 thôi. Muốn gì ư? Đó. Với ta. Thì cái tính năng chuyển sinh này nó sẽ như thế nào thì mình làm clip này cho những anh em nào chưa biết thôi. Đầu tiên thì các bạn đạt cấp 40 thì các bạn click vào chuyển sinh và yêu cầu cần cấp 20. Đó, cấp cao nhất con tướng mình là 79 nè. Khi các bạn chuyển sinh thì các bạn sẽ qua là gâu trắng cộng 1. Thì cái tính năng là thống sói võ lực, thống sói cộng 1000, võ lực cộng 2000 và chiến lực cộng chắc này là 2000 hay 200 gì đó, 2000 đúng không á. HP tối đa là 20000 và cấp bảo kích là 100. Đó, để mình coi thử hiện tại thì gâu trắng mình được chiến là cũng 16 triệu 8 rồi, để mình chuyển sinh coi thì nó cộng được bao nhiêu ha. Chuyển sinh thì cần tốn 30.000 cái ngọc nè và 3.000 cái hồn tăng sao. Ok, bây giờ mình sẽ list vô thử nha anh em. Nó cộng được thêm nó cộng thêm được 16 triệu 8, 500.000 nữa, được khoảng 500.000 lực chiến nữa. Rồi gì nó cũng đâu có cộng nhiều lắm đâu ta. Bây giờ mình chuyển sinh tiếp anh em, chuyển sinh tiếp thì nó sẽ cộng tiếp. Bây giờ mình sẽ chuyển sinh cho từng con đi. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển cho Luffy, cộng được 640.000 hả. Ta là mắt diều hâu, mình sẽ chuyển sinh cho Mihawk, mạnh nhất thế giới. Chuyển sinh cho Mihawk 5 triệu mấy, cộng 5 triệu mấy anh em ơi. Ta muốn gì gâu trắng mình lên được với ta, của gia đình là kho báu lớn nhất ta. 16 triệu 8. Đó, Luffy của mình lên 5 triệu mấy luôn. Ủa sao lên dữ vậy ta? Chuyển sinh thêm cái là thăng cấp 25. Đó, mình thăng cấp lên. Thăng lên cho nó lên cấp 25 đi. Xài này cho nhanh. Ok, cấp 25 anh em. Giờ chuyển sinh tiếp nè. Chết, hết cái hồn ngọc tướng này. Sao giờ ta? Ta không thể đứng yên. Giờ biết mua ở đâu đây? Vô trong cái shop nha. Đây 350 ngọc. 500 cái ấy thì được 500 nữa. Hiện tại giờ mình có 4.600 rồi. Mình làm mới thêm xíu nữa đi. Mình coi đây 500. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho Luffy của mình đi. Chuyển sinh tiếp một cái nữa, 50.000 đá. Đợt này thì cũng cộng 1.000 thống sói nhưng mà cộng 2.500 võ lực và 2.500 chí. HP thêm 30.000 nữa, cấp bảo kích thêm 150 nữa. Ok, bây giờ mình nên tăng cho nó hay là chuyển cho gấu trắng ta. Hiện tại gấu trắng bây giờ đang là 59. Gia đình là kho báu lớn nhất. Thôi bây giờ mình tăng cho gấu trắng đi. Tại giờ mình đang hết cái hồn tăng tướng này. Ok, cấp 25 mới chuyển sinh trực tiếp nha anh em. Sẽ lên gấu trắng cộng 2 nè. Đã đít vô. Ủa sao được cộng có 500 mấy chục ngàn người ta. Cái gì? Gấu trắng lực chiến chuyển sinh cộng ít vậy? Trong khi Luffy tăng cái cộng quá trời. Với ta, HP gấu trắng mình giờ lên 57.000 rồi nè. Công thì lên được có 7.078 à, hôm kia thì 76, bữa nay lên 78. Ủa, kỳ vậy ta? Luffy của mình lên 75.000 lực chiến. Bây giờ mình tăng không đứng yên. Hiện tại giờ hết cái hồn tăng sao anh em còn 105 cái à. Ok, đó thì nói chung là cái tính năng tăng cái tính năng chuyển sinh này nó vậy. Đó, mình làm cái này cho những anh em nào chưa biết thôi nha, còn những anh em nào biết rồi thì thôi bỏ qua cho mình nha. Ok, đó, một nông dân cuối cùng lên được cấp 80. Hiện tại giờ nó rất nhiều, bữa nay ngày cuối tuần nên có nhiều cái sự kiện quá. Đó, sự kiện rất là nhiều sự kiện anh em. Thôi ở clip sau mình sẽ làm về cái sự kiện đó nha. Nha, chứ giờ clip nó cũng dài quá rồi. Ok, anh em xem clip nhớ cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em nha anh em.